Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Vâng, trước mắt quý anh chị và các bạn là hình ảnh chiếc xe Forerunner bản XLS sản xuất 2016, màu trắng, biển thủ đô Hà Nội. Vâng, sau đây Đức Trung sẽ giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn về chi tiết cái mẫu xe bán tải này. Và hơn 15 năm có mặt và phát triển tại thị trường Việt Nam, Forerunner ngày càng khẳng định cái vị thế của mình. Vì sao mà Forerunner luôn có cái doanh số ở top đầu của cái phân khúc bán tải? Do đâu mà lại có cái danh xưng là vua bán tải? Thì Forerunner đã lấy lòng khách hàng của mình như thế nào? Để làm rõ được các cái vấn đề đấy thì ta sẽ theo dõi cái bài đánh giá tại cái video này của Đức Trung. Tại thị trường Việt Nam thì Forerunner 2016 thì nó có rất nhiều các cái phiên bản, nó có số sàn, có số tự động và có một cầu, hai cầu. Thì đây là cái số tự động một cầu, máy dầu 2.2, nó phục vụ cho anh em đi ở trong phố hoặc là đi ở các cái đường khu gọi là đông dân cư. Nên nếu mà ta đi ở những cái đường mà nó có cái địa hình gồ ghề, đường trơn trượt ấy, thì cái dòng này nó sẽ rất là kém. Thì ta phải đi hai cầu số sàn hoặc là hai cầu số tự động. Thì đương nhiên là cái khu vực hoạt động của những cái dòng xe bán tải này nó cũng rất là rộng, bởi vì là gầm nó cao. Nhưng mà hầu hết này, đường đi nối lại của mình thì đã được cải thiện trong vòng 5 năm trở lại đây, thì các cái vùng quê, các cái vùng nông thôn đều có đường bê tông, đều có đường nhựa hết rồi. Rất là ít các cái đường đất, đường đèo. Vâng, và chiếc XLS số tự động một cầu 2016 màu trắng bên Đức Trung đang chào bán, giá mong muốn là 525 triệu đồng. Để bao hồ sơ cho anh em. Con này thì tất cả mọi thứ là nguyên zin, từ cái hình dáng cũng như là các cái kết cấu phụ kiện là nguyên zin, mới thay một dàn lốp thôi anh em nhé. Xe còn rất là đẹp, máy số keo chỉ zin mà không có đâm va, không có ngập nước. Con này về cái hệ thống an toàn thì là nó đã có phanh ABS và nó có hai túi khí, trang bị gương kính chỉnh điện. Còn các cái hệ thống đồ chơi âm thanh trên xe thì nó mới có được cái phần radio AM FM và có được một cái đầu đĩa. Anh em mà muốn trang bị thêm thì nó cũng tương đối là rẻ thôi. Màn hình cam nùi hay là các cái cảm biến ấy, bây giờ nó cũng rất là phổ thông, rất là đơn giản. Và cái giá thành lắp lên là cũng chỉ trong cái tầm khoảng độ 2-3 triệu, rồi tùy theo loại. Có loại đắt hơn thì nó loanh quanh 10 triệu. Forerunner 2016 này đối với những cái đối thủ cùng phân khúc thì nó đẹp hơn về hình dáng và cái cảm giác lái của nó cũng thích hơn, đi nó chắc chắn, đầm chắc, cảm giác lái mang lại cái độ gọi là đầm chắc, rồi là độ linh hoạt nó có vẻ như nó hơn những cái dòng kia. Thân vỏ, cái cách âm cũng tốt hơn. Cái phần các cái đường gân, các cái góc cạnh của nó trông dáng dấp của nó cũng thể thao hơn. Các cái cặp đèn này vẫn là đèn nguyên bản theo xe anh em nhé. Đấy, từ cái mặt ca lăng, các cái cặp đèn pha hay là đèn gầm này vẫn là đèn nguyên bản theo xe. Các cái đường gân, góc cạnh, các cái mối lắp ghép này còn tương đối là kín khít, tương đối là đẹp. Ngay cái bộ lốp này thì nó đi đường nhựa thì nó cũng chỉ hơi ồn một chút thôi so với lại cái lốp run, nhưng mà đi đường đất thì nó bám đường tốt hơn. Sắt xi, rồi hệ thống treo, rồi là lò xo giảm sóc, rồi các cái chi tiết từ cái cua lốp chắn bùn này là nguyên bản theo xe, chưa có thay thế, chưa có tháo lắp chỉnh sửa. Con này đăng kiểm thì đến tháng 5 thôi,
tháng 5 2023. Nó đã có bậc bước to bản, có gương kính chỉnh điện, chưa có lắp thùng anh em nhé. Lắp thùng thì anh em có thể yêu cầu thêm thì bên Đức Trung sẽ hỗ trợ một cái lắp thùng hoặc là một thanh thể thao. Đương nhiên là cái giá hỗ trợ thì nó cũng theo thỏa thuận. Sắt xi gầm bệ, đốp đằng sau, là răng đúc phanh tăng trống. Đây một chút về phần gầm anh em xem. Cái con này được cái này gầm bệ rồi là thân vỏ của nó không có đâm va, nó không có mục mọt, xe đẹp. Sơn xi của nó, con này đánh bóng lại thì nó rất đẹp luôn. Đấy, và cái thùng thì đấy, trang bị thêm một cái tấm băng tải. Tấm này 1 triệu bạc anh em nhé. Nhưng mà làm thế thì nó đồ đạc vứt lên đây thoải mái, nó không bị chảy xước. Các cái phần đinh bấm rồi là bu lông keo chỉ này là nguyên zin anh em nhé. Như cái con này cái thời gian trước Tết thì nó phải 560, 570, giờ thì có 520, giá rất là rẻ, giá rất hợp lý. Này, lốp sơ cua vẫn còn ok. Này, gầm bệ chắc chắn, không có mục mọt, không có sơn phủ. Này, các cái cặp đèn nguyên zin lúc sau bên lái. Thân vỏ còn đẹp căng, những sơn xi sạch sẽ, lốp mới cả dàn. Các cái mã kính này là 27 hết anh em nhé. Mã kính 27. Nội thất thì ghế da hai màu, trần nỉ nguyên bản, vô lăng 4 chấu, có tích hợp các cái phím bấm, số tự động 1 cầu, điều hòa nóng lạnh 2 chiều, dùng cho cả mùa đông. Mùa hè dùng thì rất là mát rồi. Đầu CD có radio, màn hình sinh một, túi khí có ga tự động anh em nhé, đàm thoại rảnh tay, như và odo là 7,5 vạn, 7,5 vạn chuẩn. Cam kết với anh em là zin đẹp, không lỗi, không có lỗi đâm va, không có lỗi ngập nước. Bao check theo yêu cầu, anh em có thể mang đến hãng, rồi đến các cái gara uy tín để kiểm tra. Một con xe hơn 500 triệu là cả một cái tài sản lớn, phải tích cóp, phải huy động nguồn rất là lâu thì mới mua được anh em nhé. Bên Đức Trung cũng thấu hiểu được cái điều đó nên là cũng cam kết luôn với khách hàng là cái chất lượng của xe là không có lỗi. Mã kính 27 hết, không có đâm va. Nếu mà đâm va lặng thì kiểu gì cũng bị thay kính, vỡ kính anh em nhé. Keo chỉ nó sẽ không còn nguyên zin. Và các cái bản lề hạn chế cửa này là kiểu gì cũng phải tháo. Con này là nguyên hết. Táp lô cũng tương đối là sạch đẹp, không có chảy xước. Gương chống chói, hai đèn trần, trần nỉ. Đây, vách lỉ anh em này, vẫn là sàn lỉ nguyên bản. Dụng cụ đầu nghề để thay lốp sơ cua. Đây là khoang động cơ của chiếc XLS 2017 màu trắng biển Hà Nội anh em này. Động cơ 2.2, số tự động 1 cầu, máy móc nguyên zin anh em nhé. Cổ xả này còn vàng óng, bình nước phụ, cabo là nguyên zin.
Hệ thống răng đầu cũng như là lắp capo này, keo chỉ là nguyên zin hết anh em nhé. Ốc áp này, keo chỉ. Đức Trung cũng khởi động cái động cơ để anh em cũng thẩm định luôn cái phần trái tim của chiếc xe. Động cơ đang hoạt động anh em nhé. Rất êm. Mức tiêu hao nhiên liệu con này nó trung bình 8 lít trên 100 cây. Chức năng hoạt động là ok hết anh em. Xe không có một lỗi nhỏ gì đâu. Vâng, kính thưa quý anh chị và các bạn, trong khoảng 10 phút vừa qua thì Đức Trung đã quay chi tiết và giới thiệu tới quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe XLS số tự động một cầu, máy dầu 2.2, được chào bán với giá là 525 triệu đồng. Em bao rút hồ sơ cho anh em. Anh em quan tâm thì đến xem xe tại Uông Bí, Quảng Ninh anh em nhé. Số điện thoại Đức Trung để trên góc màn hình để anh em tiện liên lạc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở các cái video lần sau.